thần tham kiến hoàng thượng, thái hoàng thái hậu. Miễn lễ. Tạ ơn hoàng thượng. Đêm khuya hoàng thượng cho gọi hai vị khanh gia, cũng vì đêm nay hoàng thượng lại bị mộng ma tấn công. Trong mộng hoàng thượng thấy quan dương quá thân thành Atula, mặt hiền lòng ác, đánh lén lúc hoàng thượng không phòng. Hoàng thượng hoảng sợ, đến giờ vẫn chưa hết cơn sợ. Trầm nghĩ đó là do trời cao dung mộng cảnh báo, nếu quan dương lẩn trốn nhất định có liên quan tới mộng này. Và bấm hoàng thượng, đối với chuyện quan dương lẩn trốn, di thần đã cấm miệng cho trẫm. Điều tra mấy lâu vẫn không có manh mối gì, làm việc bất lực. Lý Canh Gia, chuyện truy bắt quan dương làm giao cho khanh điều tra tiếp. Ý của hoàng thượng là quan dương sống bên ngoài nhiều năm, nhất định phải biết người trong cửa phần. E là bây giờ đang lẩn trốn trong các chùa chiền. Chùa truyền trong kinh hơn 1000, muốn truy tìm tung tích hai người e rằng cần phải có thời gian. Không thể chờ đợi được nữa. Ngày nào không diệt trừ được hai người này, trẫm vẫn bị ác mộng đeo đẳng. Truyền khẩu dụ của trẫm những nơi mà trong phạm vi ngàn dặm kinh thành, dưới thời hạn 3 ngày, đệ tử Phật môn hoàng tục về quê. Kẻ nào không phục tùng, giết tăng lữ đốt chùa chiền. Hoàng thượng, chuyện này tuyệt đối không được. Hoàng thượng, Phật môn vốn là nơi không tranh giành với đời, nay chỉ vì cảnh mộng mà giết người đốt chùa, ra quân vô cớ e bị dân quan bất lòng dân đó hoàng thượng. Thầy thiết lập không bỏ sót, chủ ý của trẫm đã quyết, khanh không cần nói nhiều, lệnh chỉ làm theo là được rồi. Hoàng thượng, lời từ tướng nói cũng rất có lý, nhưng mà thiên hạ đều là hoàng thổ, đốt vài ngôi chùa coi như giết để cảnh cáo, sẽ không làm hỏng chuyện. Hơn nữa vì cầu cho hoàng thượng được yên giấc, nội nguyên nhân này cũng đã có cớ ra quân. Hoàng thượng, sự việc trọng đại, thái hoàng thái hậu. Mã đại tướng quân cũng cho rằng không có vấn đề. Lý khanh gia khanh cứ làm theo đi, quan trọng là hoàng thượng được an tâm, mới có thể chuyên tâm lo quốc sự, thiên hạ mới được thái bình. Nhưng mà thần to gan thỉnh chỉ, cho phép thần giám sát hành động lần này, lấy công chuộc tội, xin hoàng thượng ân chuẩn. Trận tấu, tạ ơn hoàng thượng. Bên ngoài xe ngựa chờ đã lâu, hai vị có thể rời kinh thành lên thẳng Giang Nam. Vậy phương trượng và mọi người? Dương gia đi rồi, lão nạp sẽ cho giải tán đệ tử Phật môn. Liên lụy phương trượng, bỗng dương thật sự thấy ái ngại quá. Theo tâm tịnh mỗi người, nơi đâu cũng là Phật thổ, trời đất bao la, ắt có nơi để dung thân. Dương gia không cần phải ngại. Không còn chuyện của ông, đi. Thần tham kiến thái phi nương nương hoàng dương. Mã đại tướng quân, ông làm vậy có nghĩa là sao vậy? Thần cầu xin thái phi hồi triều, tạo phúc chỉ cho thiên hạ. Đương kim hoàng thượng tàn bạo bất nhân, đốt chùa chiền giết tăng lữ, mất hết lòng dân, mất nước là chuyện sớm muộn. Thần muốn đề cử dương gia làm đế, để thái phi nương nương và chúng thần trong triều phò tá, lấy nhân tâm trị thiên hạ mới là phước của vạn dân. Không được, ông làm như vậy tức là mưu phản. Thần làm gì cũng bất đắc dĩ thôi. Để chấn chỉnh triều cương, nhất định phải dẹp loạn khôi phục bình thường. Thật sự ai gia không mong giàu sao? Ai gia chỉ hy vọng cùng hoàng nhi an cư tránh đời, là một bá tánh thường dân, sống ngày tháng yên vui mà thôi. Nương nương nghĩ là cùng dương gia bốn biển là nhà, chỉ biết trước mắt, thì hoàng thượng sẽ dừng tay từ bỏ truy bắt nương nương, và dương gia sẽ được sống những ngày tháng yên bình được hay sao? Tại mắt hoàng thượng trải khắp thiên hạ, thái phi lẩn trốn trong chùa, hành tung cũng đã bị lộ. Chẳng qua thần không đem thư cáo mật trình lên hoàng thượng, nương nương mới tránh khổ nạn lớn. Cách duy nhất để bảo đảm sự bình an của nương nương và dương gia thì chỉ có cấp dương gia hồi triều xưng đế. Đây là cách duy nhất, cũng là con đường sống cuối cùng. Cho dù không nghĩ đến sự an nguy của dương gia, không lẽ nương nương đành lòng nhìn thấy ba tấn chịu khổ, còn mình chỉ lo cho bản thân, vì nước vì dân, cho dù vì dương gia thái phi cũng nên về cung đoạt vị. Được sao? Nương nương và dương gia đã mắc dịch bệnh mà cũng chữa khỏi, chứng tỏ trời cao thương xót, phúc trạch thâm hậu, còn có gì không được.
Nhưng mà Thái Hoàng Thái Hậu... Thần sẽ có cách. Thái Hoàng Thái Hậu tuổi đã cao, có thể an hưởng tuổi trời. Hay quá mẹ à, là hoàng đế vui lắm đó. Hay là chúng ta cứ làm theo ý của Mã Đại Tướng Quân đi. Hay quá, hay quá.